Chỉ còn 3 ngày nữa là tới thời hạn thông qua ngân sách cho chính phủ. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ chưa tìm được tiếng nói đồng thuận. Hệ quả là chính phủ Liên bang Mỹ một lần nữa đứng trước khả năng bị đóng cửa. Trong lịch sử nước Mỹ, đã có tới 21 lần chính phủ đóng cửa. Những lần đóng cửa trước diễn ra như thế nào? Liệu lần này kịch bản tương tự có xảy ra? Liệu chính phủ Mỹ có đóng cửa? Vâng, có một câu hỏi mà tôi phải hỏi ngay anh Quang Duy, người phụ trách phần tin quốc tế ngày hôm nay. Đó là cái cuộc giằng co tại Quốc hội Mỹ về vấn đề ngân sách cho chính phủ trong vòng một năm tới đây. Nó sẽ diễn ra như thế nào? Bởi vì khi mà chính phủ Mỹ có thể khả năng phải đóng cửa từ Chủ nhật này, nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống của người dân Mỹ cũng như là tác động tới nước Mỹ ra sao ạ? Vâng, xin chào chị Thụy Vân. Công chức quốc tế ngày hôm nay sẽ cố gắng phân tích câu hỏi mà chị vừa đưa ra, bên cạnh đó là tìm nguyên nhân vì sao Quốc hội Mỹ vẫn đang gặp bế tắc và chưa thể cấp ngân sách cho chính phủ và mở ra khả năng là sẽ có thể sẽ bị đóng cửa từ cuối tuần này. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngày 1 tháng 10 là thời điểm chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa nếu Quốc hội không thông qua ngân sách hoạt động cho chính phủ, và điều đó có nghĩa là các cơ quan cung cấp dịch vụ công bị hạn chế hoạt động, dẫn tới ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Mỹ. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy là các nghị sĩ của hai chính đảng tại Quốc hội Mỹ chịu thỏa hiệp với nhau để thông qua ngân sách cho chính phủ kịp thời hạn nửa đêm thứ bảy tuần này. Các phương án để giải quyết tình thế đối đầu hiện nay là rất ít, và hiện mới chỉ có Thượng viện thông qua kế hoạch tạm thời gia hạn thời gian hoạt động của các cơ quan chính phủ, nhưng vẫn còn cần Hạ viện thông qua. Và việc này thì không dễ vì Hạ viện do đảng đối lập, tức là Đảng Cộng Hòa, nắm giữ. Chưa đến thời hạn và chúng tôi vẫn đang nỗ lực. Chúng tôi làm việc đến đêm. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc này. Không ai được lợi gì nếu chính phủ đóng cửa. Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa đã có những tuyên bố như vậy, song yêu cầu chính phủ phải có các biện pháp siết chặt biên giới trước người di cư thì mới ủng hộ kế hoạch tránh cho chính phủ phải đóng cửa lần thứ tư chỉ trong vòng một thập kỷ qua. Thế nhưng yêu cầu của Chủ tịch Hạ viện về siết chặt biên giới lại không được phía Đảng Dân Chủ đồng ý, nên cuộc đấu tại Quốc hội Mỹ xoay quanh ngân sách cho chính phủ vẫn khó có hồi kết. Thời hạn nửa đêm thứ bảy chỉ còn tính bằng ngày, mà Quốc hội Mỹ vẫn chia rẽ rõ rệt. Cái khó của lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ là dù có muốn nỗ lực để ngân sách cho chính phủ được thông qua, thì các nghị sĩ thuộc đảng của họ đã yêu cầu giảm ngân sách cho chính phủ xuống mức thấp hơn mức mà họ đã đồng ý với Tổng thống Biden. Mâu thuẫn như vậy là không chỉ giữa phe Cộng Hòa với phe Dân Chủ, mà còn trong nội bộ các nghị sĩ Cộng Hòa và cả giữa Hạ viện và Thượng viện. Thượng viện không hề muốn cắt giảm sâu ngân sách. Thực tế là chính các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã cùng hợp tác với phía Dân Chủ để thông qua ngân sách ở mức cao hơn. Vậy nên Hạ viện với Thượng viện lại phải làm thế nào tìm ra một mức hai bên cùng đồng ý và thỏa thuận được với nhau. Điều đó có vẻ rất khó với mấy ngày còn lại. Thế nên chính phủ đang chuẩn bị cho việc phải đóng cửa ngay vào cuối tuần này. Phải nói rõ thế này, nếu chính phủ đóng cửa thì các thành viên quốc hội, thành viên quân đội Mỹ sẽ phải tiếp tục làm việc mà không được trả lương. Chính phủ đóng cửa có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, từ an toàn vệ sinh thực phẩm đến nghiên cứu ung thư, đến chương trình chăm sóc trẻ em, gia đình thu nhập thấp. Cấp ngân sách cho chính phủ nằm trong các trách nhiệm cơ bản của quốc hội. Thưa quý vị, nếu chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa thì có tới 438 cơ quan chính phủ sẽ bị ảnh hưởng, hàng trăm nghìn nhân viên liên bang sẽ phải nghỉ phép không lương, hàng loạt dịch vụ công bị gián đoạn. Việc đóng cửa cũng sẽ khiến các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm báo cáo việc làm, lạm phát, chi tiêu tiêu dùng, vốn đặc biệt quan trọng với các nhà hoạch định chính sách và các nhà đầu tư, thì sẽ bị đình chỉ công bố vô thời hạn. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's cảnh báo việc chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ gây tổn hại đến xếp hạng tín nhiệm của nước này. Moody's cho rằng đóng cửa chính phủ sẽ là bằng chứng cho thấy sự phân cực chính trị đang làm suy yếu khả năng hoạch định chính sách tài khoá của Mỹ. Hiện Moody's xếp hạng tín nhiệm chính phủ Mỹ ở mức AAA với triển vọng ổn định. Đây cũng là mức tín nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, Moody's là công ty duy nhất trong nhóm 3 công ty xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đánh giá tín nhiệm chính phủ Mỹ ở mức cao nhất này. Hai công ty còn lại là Fitch và Standard & Poor's đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm chính phủ Mỹ từ cao nhất xuống mức AA+. Việc đóng cửa cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giáo dục. Theo kế hoạch chi tiết năm 2021 của Bộ Giáo dục Mỹ, khi chính phủ liên bang đóng cửa một phần trong tuần đầu tiên, có tới 90% nhân viên của Bộ Giáo dục sẽ phải nghỉ việc tạm thời. Nếu việc đóng cửa chính phủ kéo dài hơn một tuần, thì việc duy trì hoạt động của nhiều trường dựa vào phúc lợi liên bang sẽ bị gián đoạn. Và trước khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa tới nơi, thì người Mỹ có thể làm gì để giảm thiệt hại?
trong bối cảnh thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang sụt giảm do quan ngại chính phủ đóng cửa và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết tâm giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài hơn, thì nơi trú ẩn an toàn hiện nay được cho là đồng đô la Mỹ. Điều này được củng cố khi giá nhiều đồng tiền chủ chốt trên thế giới như Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ giảm hơn 2%, vàng cũng đang trượt dốc. Chính vì vậy, các nhà đầu tư Mỹ đang tìm đến đồng đô la để dự trữ. Tiền lãi từ đồng đô la Mỹ cao mà lại còn là một nơi trú ẩn tốt là một sự kết hợp hiếm thấy. Đây là nhận định của ông Andrew Tyhurst, chuyên gia của công ty tài chính Nomura. Và trong năm thập kỷ trở lại đây, nước Mỹ đã có tới 21 lần đóng cửa chính phủ. Lần đóng cửa chính phủ đầu tiên là vào năm 1976 dưới thời Tổng thống Gerald Ford. Đợt đóng cửa này kéo dài 11 ngày, xảy ra khi Tổng thống phủ quyết dự luật của Quốc hội liên quan đến Bộ Lao động, Y tế, Giáo dục và Phúc lợi. Trong khi đó, thì Tổng thống Ronald Reagan là Tổng thống Mỹ có nhiều lần bị đóng cửa chính phủ nhất với 8 lần. Trong hai nhiệm kỳ của ông kéo dài từ năm 1981 đến năm 1989, dù số lượng nhiều, nhưng đáng chú ý là có những lần việc đóng cửa chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ. Và tờ Bưu điện Washington bình luận là bắt đầu từ năm 1995 đến nay thì việc đóng cửa mới kéo dài hơn và gây xáo trộn nhiều hơn. Và cũng không thể không nhắc đến lần đóng cửa chính phủ liên bang gần nhất, kéo dài tới 34 ngày, từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019 dưới thời Tổng thống Donald Trump. Đây cũng là lần đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Việc đóng cửa xảy ra khi ông Trump yêu cầu Quốc hội duyệt chi 5,7 tỷ đô la Mỹ cho bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico, nhưng bị các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ phản đối mạnh mẽ. Chính phủ Mỹ chỉ có ngân sách hoạt động trở lại sau khi các bên đạt được đồng thuận, và Quốc hội Mỹ sau đó thông qua gói chi 1,3 tỷ đô la Mỹ cho bức tường biên giới, ít hơn nhiều so với con số 5,7 tỷ đô la mà ông Trump đề xuất. Hiện chính phủ của Tổng thống Biden đang nỗ lực kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa thu hẹp bất đồng, vì các nghị sĩ Đảng Cộng hòa vẫn cương quyết giữ quan điểm cứng rắn, yêu cầu cắt giảm sâu ngân sách sẽ cấp cho chính phủ và đi ngược lại mong muốn của không chỉ phe Dân Chủ mà cả chính quan điểm của lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Đây chỉ là nút thắt hiện nay mà nếu không gỡ được, theo thông tấn AP, thì nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa từ chủ nhật tuần này là có thể xảy ra.